À, có cái gì đây? Wow, đây là một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi. Wow, xịn chưa? Đây là cái bồn trộn này. Đấy, đây là đầu xe này. Đó, đây là cái máng để đổ bê tông nha. Wow, xe trộn bê tông. Wow, đây này. Ai, chà chà chà. Một chiếc xe chở xăng dầu này các bạn ơi. Xe bồn đấy các bạn ạ. Đây này, bồn chứa nước này. Wow, xịn sò luôn. Wow, wow, ở đây quan này các bạn ơi. Chà chà, nhiều xe bít chưa này các bạn ơi. Nana. Wow. À chà, Sito. Wow, Sito đẹp chưa này các bạn ơi. Có màu đen này, màu đỏ này các bạn nhá. Và đây là xe gì các bạn biết không? Một chiếc xe bít trường học ấy các bạn ạ. Đấy, Buba. Wow, rất là đẹp nhá. À chà chà. Wow, hôm nay kiếm được nhiều quá. Đi ra đằng lá chuối này tìm tiếp nhá các bạn nhá. Xem chưa này. Đây có cái gì đây? Có cái gì đây? Ồ, có một cái chân này. Blue. Wow. Superman. Wow, wow. Blue nhá. Cho vào đi. Đây mình tìm cái lá chuối này. Wow, wow. Tam ăn. Wow, đây là một chiếc xe poly này. Wow. Đây có một chiếc xe nữa. Wow, ý rằng là xe biến hình này. Chà. Quá là ngầu luôn. Úi. Đập tay lên. Wow. Thu tay vào này. Wow. Đập chưa? Poly em. Wow. Trend. Wow, wow. Nhiều đồ chơi chưa này. Giờ đằng này xem nào. Bạn ơi, bữa nay mình được bố mẹ mua cho một hộp đồ chơi mới kìa. Kia nữa kìa. Đó, các bạn bữa nay sẽ cùng mình khám phá những chiếc xe này nhá. Đây, đây là một chiếc xe bên ngoài là một xe đầu kéo. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp dần dần nhé các bạn ơi. Wow, wow, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát nha các bạn nhá. Mình sẽ cho thả dốc này. Wow. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xem tiếp nhá. Đây mình sẽ mở hộp cái này xe này nhá các bạn nhá. Đây, một cái hộp rất là to luôn này các bạn này. Đây mình sẽ đổ ra nhá. À, đó. Cái hộp này thì mình sẽ gom bỏ vào thùng rác các bạn nhá. Này. Wow, ở đây có 3 chiếc xe luôn. Đây là một chiếc xe máy xúc này các bạn này. Đó, máy xúc này thì có màu cam nha các bạn nhá. Đó, mình sẽ xúc này. Đấy, các bạn thấy không? Xúc cát đây này. Đấy, ui, các bạn có thấy bên trong cái đồ chơi này có cả bác tài xế đang ngồi là điều khiển này. Rất là đẹp luôn nhá. Đây là bánh xích nha các bạn nhá. Thì wow, đẹp chưa? Mình sẽ cho thả dốc luôn nhá. Nhìn. Wow, các bạn ơi. Wow, chạy đến cuối đường luôn. Hi. Các bạn ơi, mình sẽ xem tiếp cái xe này nhá. Nhìn. Đây là một chiếc xe máy ủi các bạn ạ. Đây này, phần này này. Đó, nó là hình tam giác các bạn thấy không? Khi mà nó đi thì nó sẽ ủi cát như này này. Đó. Nó sẽ ủi thành một cái đường hình tam giác như vậy đó. Đây này, bên trong cũng có bác tài xế này. Chiếc này thì là có màu vàng nha các bạn nhá. Rất là đẹp luôn này. Đó, các bạn thấy không? Đẹp chưa? Rồi, đây mình sẽ cũng cho thả dốc luôn nha các bạn nhá. Wow, chiếc xe máy ủi này. Đúng dốc nào? Wow, ui, tốc độ rất là nhanh luôn nhá. Chà, còn đây là phần chiếc xe móc kéo này các bạn nhá. Đấy, đây là đầu container này, đầu kéo này. Đây là phần mà có thể để xe hoặc để hàng lên nhé các bạn ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục là cho thả dốc nha. Các bạn ơi, sẵn sàng chưa nào? Nhìn. Wow. Ở đây còn rất là nhiều xe này các bạn này. Đây là một chiếc xe quái vật các bạn ạ. Đó, chiếc xe nhún biết nhún nhảy. Khi mà mình ấn vào phần cản này, đó, nó sẽ tự động bật lên. Đó, rất là hay luôn. Đây, bây giờ mình sẽ lắp vào này. Ở phần này này, pháo đài này mình có thể bắn được đấy các bạn ạ. Mình sẽ bắn lắp lên nhá. Đây là một cái đầu
màu đỏ mình sẽ lắp vào này. Đó, mình đã lên đồng nha, bắn nha các bạn. Chiu, wow, rất là xa luôn nhá, mạnh mẽ lắm các bạn ạ. Mình bắn tiếp này. Chiu, wow. Bây giờ mình sẽ cho chạy thử nha các bạn nhá. Nào, các bạn sẵn sàng chưa nào? Đấy, động cơ mạnh chưa các bạn ơi? Wow, let's go nào. Nhìn. Wow, rất là thú vị luôn nhá. À, bây giờ mình sẽ đi xem tiếp mấy cái. Wow, đây có cái xe gì bị dưới cát này. Wow, một chiếc xe cứu thương nha các bạn nhá. Xe cứu thương, xe ưu tiên đấy các bạn ạ. Đó, các bạn gặp cái xe này thì các bạn hãy nhường đường để cho xe đi trước nhá. Ambulance. Wow, tốc độ rất là mạnh luôn. À, mình dưới này vẫn còn này, mình sẽ cố gắng tìm đây. À, một chiếc xe trộn bê tông này các bạn này. Phần này là phần trộn bê tông nhá. Rất là xịn luôn nha các bạn nha. Xe trộn bê tông. Cái này thì là màu vàng nha các bạn nhá. Mình sẽ cho thả dốc luôn này. Wow, còn rất là nhiều xe này các bạn ơi. Wow, ở đây các bạn có thấy những chiếc xe buýt này không? Đây là trong một mấy chiếc trong xe thế giới xe buýt đấy các bạn ạ. Đây là bạn Jolly nha các bạn nhá. Đây, mình sẽ cho thả dốc này. Wow, bạn này là bạn Nana nha các bạn nhá. Ồ, tắt đường. Ui, tránh được rồi. Đây là một bạn Sid nha các bạn. Wow, rất là thú vị luôn các bạn này. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ mở cái xe này nha các bạn nhá. À, wow, bên ngoài là một cái xe ghi là xe cứu thương nha các bạn. À, ghi là xe cứu hỏa nha các bạn ơi. Rồi, mình sẽ mở ra xem nào. Wow, một chiếc xe cứu hỏa này. Đấy, đây là cứu hỏa thang nha các bạn nhá. Trên này là sẽ có anh lưu cứu hộ này. Đây, trong này. Đó, là anh lính cứu hộ nha các bạn nhá. Đây, xem này, các bạn xem này. Lính cứu hộ rất là đẹp luôn. Đây, đó, lính cứu hộ sẽ đứng ở trên này này các bạn ơi. Đó, nhìn nâng lên nhá, nâng lên này. Xe cứu hỏa. Đấy, trên này là có hai bác tài xế nữa các bạn này. Và đây là đèn xe nhá. Wow. Nào, xuống dốc nào. Wow. Đây là một chiếc xe máy xúc lật nha các bạn nha. Máy xúc rất là bự luôn này các bạn này. Đó, chiếc xe có màu vàng này. Đây, đây là phần gầu xúc nha các bạn nha. À, mình sẽ xúc đất này, ủi đất này. Ý, xúc lên. Wow, rất là bự luôn. Đổ xuống này. Bánh to chưa các bạn ơi. Máy xúc lật. Yeah. Nào, xuống dốc nha. Wow. Nhìn. Đây là xe ben nha các bạn nhá. Đấy, một chiếc xe ben công trình này. Rồi mình sẽ điều một bạn máy xúc đây nha các bạn. Đây thì là một chiếc máy xúc bánh hơi này các bạn này. Đó, đây là bốn cái bánh này, xoay toa được luôn. Mình sẽ điều bạn máy xúc này xúc cát đổ lên xe ben nhá. Đó, đổ lên này. Một gầu, wow, gần đây rồi. Rồi, gầu nữa. Wow, bạn thấy không, xúc rất là nhanh luôn. Wow, đây rồi. Đổ ben nhá. Pip. Rồi, mình sẽ thả dốc nào. Vinh. Oh, mắc kẹt rồi. Wow, còn rất là nhiều xe này các bạn này. À, đây là một chiếc xe cần cẩu nhá các bạn nhá. Cẩu này là cũng nâng lên này. Đó, nâng rất là cao các bạn thấy không? Wow, chiếc xe này thì có 6 bánh xe này. Đó, phần này mình cũng có là cái chân trống nữa các bạn nhá. Thu lại này. Đó, hai bên chân này mình thu lại được luôn. Rất là xịn nha các bạn ơi. À, mình sẽ cho thả dốc nha. Win. Wow, đây là xe thu gom rác nha các bạn nhá. Đó, đây này các bạn thấy không? Đây là những cái ký hiệu rác này, phân loại rác này, rác tái chế được này các bạn này. À, xe thu gom rác nhá, màu xanh này.
Wow, các bạn ơi, một đống xe rồi kìa các bạn. Mình sẽ xem tiếp nhá. Nào, máy xúc này các bạn này. Let's go nào. Mình sẽ cho quay ngược luôn. Kéo máy xúc nhá, bánh hơi này. Đổ gọi đi nhá. Mình tiếp tục chơi xe đi các bạn ơi. Xe Ben nhá. Xe tải Ben khổng lồ. Wow. Bây giờ mình xem nhau. Wow, đây này các bạn này. Thế nào, vẫn còn một chiếc xe Monster Car này. Rồi, xe này thì rất là mạnh mẽ này các bạn này, xem nhá. Rồi, mình còn xe nào nữa đây? Một chiếc xe máy xúc nhá các bạn. Đấy, rất là nhiều loại xe máy xúc luôn. Đó, mình sẽ xúc cát như vậy đó các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Màu này là màu cam nhá các bạn nhá. Let's go nào. Wow, động cơ mạnh chưa các bạn ơi. Bốc đầu luôn. Rất là tuyệt vời nha. Đây là một chiếc xe máy xúc lật nữa này các bạn ơi. Đó, mình sẽ xúc cát cho các bạn xem nha. Wow, các bạn thấy gầu xúc của mình không? Bự là rất là nhiều cát luôn. Mình sẽ đi chơi dốc nha. Wow, các bạn ơi, bữa nay mình và các bạn chơi rất là nhiều xe này và tìm hiểu rất là nhiều loại xe rồi. Bây giờ thì chào các bạn nha. Bye bye.